Một phương pháp tự nhiên giúp bạn có một sức đề kháng thật tuyệt vời. Nó được ví như một liều thuốc bổ từ thiên nhiên ban tặng cho con người. Ngày nay không khí ô nhiễm, môi trường làm việc nhiều bụi bẩn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến phổi của bạn trở nên yếu hơn. Bạn dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh, ho hay sốt virus. Bạn có thể thấy cơ thể của mình có các triệu chứng như ho khan, ho khạc đầm đen, ho ra máu vào buổi sáng, đau nhói ở phần ngực, tức ngực, khó thở hay hụt hơi. Nếu bạn không chú ý có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản mãn tính, suy hô hấp, ung thư phổi, lao phổi, suy tim do áp lực từ phổi. Thức uống này rất đơn giản giúp bạn làm phổi khỏe mạnh. Hãy làm thường xuyên hàng ngày. Nó không những giúp bạn tăng cường sức đề kháng, phổi khỏe mạnh mà nó còn có tác dụng làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và nó hoàn toàn tự nhiên đối với cơ thể của bạn. Bạn chỉ cần 4 nguyên liệu rất đơn giản cho công thức này, sử dụng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ thấy phổi của mình khỏe hơn rất nhiều. Hãy lắng nghe cơ thể của mình và luôn vui vẻ, an lạc để đạt được kết quả cao nhất khi tiến hành thanh lọc phổi hay thanh lọc gan các bạn nhé. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối. Và như mọi khi, có rất nhiều lời khuyên hữu ích và mẹo hay sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là húng bạc hà. Bạn sẽ cần một vài cạnh húng bạc hà như thế này nhé. Húng bạc hà có chứa một lượng nhỏ các khoáng chất như là kali, magie, canxi, phosphor, sắt, vitamin C và vitamin A. Bây giờ các bạn hãy ngắt riêng phần lá của húng bạc hà ra như thế này nhé. Húng bạc hà là loại cây có chứa chất chống oxy hóa và chất chống viêm được gọi là axit romarinic. Loại axit này được nghiên cứu về hiệu quả giúp làm giảm các triệu chứng do bệnh dị ứng theo mùa gây ra, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường họng như là viêm họng liên cầu khuẩn, viêm amidan. Trong húng bạc hà có chứa methyl, một chất làm loãng máu có mùi thơm tự nhiên, có tác dụng làm tan đờm, niêm dịch, giúp mũi miệng được thông thoáng và nó cũng giúp làm giảm cơn viêm họng rất hiệu quả. Ngoài ra, nó còn có tác dụng rất hữu ích đối với các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang, nhiễm trùng thận, tăng huyết áp hay là bệnh tuyến giáp, zona, thiếu máu não. Và đây là toàn bộ phần húng bạc hà mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Mình sẽ cần sử dụng cả phần vỏ chanh. Và chanh này thì mình thu hoạch ở vườn nên mình chỉ cần rửa qua với nước pha với baking soda để loại bỏ phần bụi bẩn là được. Vỏ chanh có chứa rất nhiều flavonoid và vitamin C, nhờ đó nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Hàm lượng vitamin C có trong vỏ chanh là loại vitamin dễ hấp thu nhất. Vỏ chanh là một loại thảo dược giúp tiêu đờm rất hiệu quả. Khi gặp các căn bệnh liên quan đến cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm phổi thì bạn đừng quên loại quả này nhé. Trong vỏ chanh có một số đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm. Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm thì lớp vỏ chanh đã gây hại và làm giảm đáng kể sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Bây giờ thì các bạn sẽ thái chanh thành những lát mỏng nhé. Và đây là toàn bộ phần chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp nữa các bạn hãy chuẩn bị thêm 2 đến 3 lá chanh như thế này. Bạn nên lựa chọn những lá bánh tẻ như thế này, nó không quá già cũng không quá non. Với lá bánh tẻ thì lượng tinh dầu rất vừa phải và nó thơm, còn lá non quá thì ít tinh dầu các bạn nhé. Theo đông y thì lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn và có tác dụng hòa đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm, dùng để chữa ho lạnh, cảm sốt không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản rất hiệu quả. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là húng quế. Bạn sẽ cần một vài lá húng quế như thế này. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá húng quế ra như thế này. Loại lá này là một loại thảo mộc giúp tiêu diệt virus như là virus cảm cúm, virus đường ruột, virus noro, loại virus này gây ra bệnh tiêu chảy và nôn mửa. Virus herpes gây ra bệnh tự miễn và bệnh lyme. Trong lá húng quế có chứa nhiều chất chống oxy hóa và tinh dầu giúp sản xuất ra progesterone,
methylogenol và calphylene. Những chất này có tác dụng hỗ trợ các tế bào beta của tụy tạng hoạt động bình thường, do đó sẽ làm tăng khả năng nhạy cảm với insulin và giảm mức đường huyết, giúp kiểm soát và phòng ngừa bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng rất tốt cho tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch, giảm đau đầu, ngăn ngừa đái tháo đường và giảm đau các khớp. Và đây là toàn bộ phần lá hồng quế mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị thêm nước, 700ml nước cho công thức này. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần nguyên liệu vào nồi. Sau đó cho toàn bộ phần nước vào và đặt nồi lên bếp. Ban đầu các bạn hãy để lửa ở chế độ nhiệt lớn. Sau khi nước bắt đầu sôi như thế này, các bạn hãy giảm lửa nhỏ xuống và đun trong thời gian 10 phút. Thức uống tự nhiên mạnh mẽ này có tác dụng làm sạch phổi, loại bỏ đờm, chất nhầy ở trong đường hô hấp, giúp điều trị hiệu quả viêm họng liên cầu khuẩn, viêm amidan, viêm họng, cảm cúm, cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp. Bên cạnh đó, nó cũng có tác dụng rất hữu ích để giúp làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giúp cho tim được khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư, tốt cho tuyến giáp, huyết áp ổn định và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Sau khi các bạn đã đun được 10 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp. Bây giờ thì các bạn sẽ ủ thêm từ 5 đến 10 phút nữa là được. Sau khi các bạn đã ủ được 5 phút như thế này, bây giờ các bạn hãy lọc bỏ phần bã nhé. Thức uống này các bạn hãy sử dụng uống thay nước lọc mỗi ngày. Thức uống này sẽ tiêu diệt các vi khuẩn và tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cho bạn có được lá phổi khỏe mạnh. Bạn hãy sử dụng nó khi bắt đầu có những triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, khó thở, mệt mỏi để cho tình trạng này không trở nên tệ hơn và nhanh chóng hồi phục hơn. Hoặc các bạn khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến hô hấp, hãy sử dụng thức uống này nhé. Bạn có thể sử dụng ngay cả khi cơ thể của bạn bình thường để tăng cường sức đề kháng, giúp cho cơ thể của bạn luôn luôn được khỏe mạnh, chống lại các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, khi tiến hành thanh lọc phổi và trị ho như thế này thì các bạn cần kết hợp với việc ăn tỏi mỗi bữa ăn, giúp tiêu diệt virus, vi khuẩn, nấm, hoặc là uống trà chanh gừng mỗi buổi sáng để giúp tăng cường sức đề kháng và thiết kế một chế độ dinh dưỡng thật phù hợp. Tập trung ăn nhiều rau xanh, hoa quả mọng nước, các chất béo và chất đạm cũng như protein từ các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, đậu phộng, hạn chế uống rượu, bia, các loại nước có đường và có ga, hạn chế ăn đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật và đừng quên luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày 30 phút để tăng cường khả năng trao đổi chất. Video này chia sẻ tới bạn cách phòng tránh và giúp bạn giảm thiểu các yếu tố có nguy cơ gây bệnh, từ đó giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và bình an hơn. Tuy nhiên, video này chỉ có một mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không đưa ra các lời khuyên về y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị của bạn. Và điều quan trọng là bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình để tìm ra căn nguyên dẫn đến tình trạng của bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.